Lần sau chừa thằng ấy. Đi mày. Đi đâu về muộn thế? Mới đi đá bóng về. Tôi 8 giờ còn ăn cơm. Minh. Dạ. Đi tắm đeo cặp làm gì? Cất con tí đi. Chân sao đây? Đá bóng bị ngã. Đá bóng kiểu gì mà để chảy sức gớm thế? Tí mua băng gơ về dán vào. Ăn cơm đi. Mở dàn luôn đi nhá.
Vừa về đâu ông mày con rùa? Bảo dán đã dán chưa? Đưa bằng ngô đây. Chưa mua được. Sao chưa mua? Tiền đâu? Mình. Nó làm rồi. Rồi á? Sao mà rồi? Tôi có thủng chỗ nào đâu mà rơi được. Mình. Nhìn chị. Em nói thật đi. Bạn lấy mất rồi. Sao lại để nó lấy? Hay. Không được. Đứng dậy. Đi. Đi đòi lại tiền về đây cho chị. Nhanh lên đứng dậy. Đi. Chị làm gì đây? Trả lại đây. Nếu bây giờ chị giết con tí thì em làm gì? Trả cho em. Lần sau thì nó không lấy tiền mà còn lấy những thứ khác thì sao? Trả cho em. Chị biết đứng kêu thế này thôi à? Xin lỗi, trả cho em. Xin lỗi mà. Thế ngoài khóc lóc ra mày còn làm được cái gì nữa không? Xin lỗi, trả cho em. Em giết nó. Xin lỗi. Lần sau đừng để chị nhìn thấy mày bị đánh. À, thằng nào nó khóc hu ở kia đây. Lại có tiền rồi. Ui đại ca. Ui rùa cơ à. Lấy tao một cái rồi tao trả. Sao? Có làm không? Làm sao? Có con rùa mà không phải khóc. Đúng không thằng ái? Đi mày. Có sao không? Mình. Trời.